Và sau đây sẽ là một ca khúc về sự cô đơn nữa nhé. Ca khúc mang tên Cô đơn trên sofa. Mời quý khán giả cùng lắng nghe. Để nghe một phút tim đen bình tĩnh kỳ lạ.
ta trong buổi giao lưu âm nhạc tại Rocco Coffee buổi tối ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã tới và giao lưu cũng như là lắng nghe những ca khúc đến từ ban nhạc. Và xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại Rocco Coffee cùng với ban nhạc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.